Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của mình. Xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Núi lửa là gì và núi lửa được hình thành như thế nào? Núi lửa đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến đời sống của những người đang sống gần vùng, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi núi lửa là gì? Núi lửa là núi có miệng ở đỉnh. Từng thời kỳ, các chất khoáng nóng chảy với nhiệt độ và áp suất cao bị phun trào ra ngoài. Núi lửa phun là một hiện tượng tự nhiên trên trái đất hoặc các hành tinh vẫn còn hoạt động địa chấn khác, với các vỏ thạch quyển di chuyển trên lõi khoáng chất nóng chảy. Khi núi lửa phun, một phần năng lượng ẩn sâu trong lòng hành tinh sẽ được giải phóng. Trên thế giới, Indonesia, Nhật Bản và Mỹ được xem là ba nước có nhiều núi lửa đang hoạt động nhất, theo thứ tự giảm dần về mức độ hoạt động. Có mấy loại núi lửa? Theo hình thức hoạt động, núi lửa được chia thành ba loại. Thứ nhất là núi lửa đang hoạt động, thứ hai là núi lửa đang hồi dung nham, thứ ba là núi lửa đã không hoạt động nữa. Quá trình hình thành núi lửa. Núi lửa được hình thành là do nhiệt độ bên dưới bề mặt trái đất rất nóng, càng đi sâu về phía tâm trái đất, nhiệt độ càng tăng lên, ở độ sâu khoảng 20 dặm trong lòng đất. Nhiệt độ ở đây nóng tới mức có thể làm tan chảy hầu hết các loại đá. Khi đá nóng chảy, chúng giãn nở và cần nhiều không gian hơn. Tại một số khu vực trên trái đất, các dải núi liên tục được nâng lên. Áp suất ở bên dưới những ngọn núi này không lớn, nên một hồ chứa đá nóng chảy hay còn gọi là magma hình thành bên dưới. Đá nóng chảy liên tục được đẩy lên trên, và kết quả là những ngọn núi liên tục tăng độ cao. Khi áp lực trong các hồ magma cao hơn áp lực được tạo bởi lớp đá bên trên, magma sẽ phun lên và tạo thành núi lửa. Trong quá trình phun trào, khí ga nóng và các chất rắn khác cũng bị hắt tung lên không trung. Những chất được phun trào ra từ miệng núi lửa sẽ rơi xuống sườn núi và chân núi, hình thành một ngọn núi hình nón. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.